Thúy Ngân mạnh miệng tự so mình với Nhã Phương Trấn Thành, không ngờ cả ba có mối quan hệ đặc biệt này. Hưng đanh đá trong gạo nếp gạo tẻ mạnh miệng tự so mình với Nhã Phương Trấn Thành. Thúy Ngân cho biết từng học chung lớp với Diệu Nhi Nhã Phương, nhưng do duyên với nghề đến muộn nên chưa nổi tiếng bằng các bạn đồng môn. Qua hơn 20 tập lên sóng của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, Hưng, á hậu Thúy Ngân đóng là nhân vật bị chỉ trích gay gắt nhất trong phim. Trên nhiều mạng xã hội về phim, đông đảo người xem bày tỏ sự điên tiết với thái độ mẹ thiên hạ của Hưng đối với chồng và cha chồng. Mới đây, người đẹp Thúy Ngân có dịp chia sẻ với khán giả về vai diễn ấn tượng của mình. Theo đó, nhân vật Hưng bị ghét đến nỗi ở ngoài đời, Thúy Ngân cũng thường xuyên bị người ta gọi điện đến lúc nửa đêm để chửi bới cô. Bên cạnh đó, á hậu còn tiết lộ mình không phải là diễn viên tay ngang. Cô từng học chung lớp điện ảnh với các diễn viên nổi tiếng như Nhã Phương, Diệu Nhi, nghệ sĩ hài Trấn Thành. Thúy Ngân thủ vai Hưng, cô vợ quá quắt trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ khiến khán giả chú ý. Có thể nói đây là vai diễn thành công và ấn tượng nhất của Thúy Ngân từ trước tới nay. Người đẹp cho biết do chưa có may mắn như các bạn đồng lứa như Trấn Thành, Diệu Nhi, Nhã Phương cho nên đến tận bây giờ cô mới được khán giả biết đến. Hình ảnh Thúy Ngân, Nhã Phương và Diệu Nhi khi đi họp lớp gây chú ý. Nếu như Diệu Nhi, Nhã Phương đã quen mặt với người xem qua nhiều vai diễn nổi bật, thì đến bây giờ Thúy Ngân mới thật sự gây được ấn tượng trong mắt khán giả. Như Thúy Ngân chia sẻ, phải đến bộ phim Gạo nếp gạo tẻ thì duyên nghề mới thật sự đến với cô. Nhờ diễn xuất sắc trong vai cô vợ sang chảnh, coi thường chồng, tệ bạc với cha chồng, hỗn xược với chị, dựa dẫm và sống bám mẹ, Thúy Ngân đã thành công đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Phan Hiển công bố cận cảnh vết mổ sinh của Khánh Thi, dù để lại sẹo to nhưng vẫn quá đẹp trong mắt chồng. Không ít chị em ao ước có được ông chồng thấu hiểu và thương vợ như Phan Hiển, ông xã Khánh Thi. Những ngày vừa qua, tổ ấm của cặp đôi kiện tướng Dancebox Phan Hiển Khánh Thi vui mừng khi đón thêm một nàng công chúa nhỏ. Sự yêu thương, thấu hiểu và hành động ân cần chăm sóc vợ đẻ của Phan Hiển đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trùng hợp cũng trong tuần qua, truyền hình phát một đoạn clip trong chương trình Khi đàn ông mang bầu. Có sự xuất hiện của Phan Hiển, dù gấp mặt rất ngắn, chỉ khoảng 10 giây, nhưng ông xã kém 12 tuổi của Khánh Thi đã làm không ít chị em động lòng khi nói về vết mổ trên người vợ. Phan Hiển bất ngờ gây chú ý dù chỉ xuất hiện rất ngắn trên truyền hình. Anh nói về sự hy sinh của người phụ nữ khi sinh nở cho những đứa con của mình. Đề cập đến sự hy sinh của người phụ nữ khi mang bầu, sinh con, chồng trẻ của Khánh Thi tâm sự. Có một điều rất buồn, đó là một vết mổ xuất hiện trên người vợ của mình. Đối với Hiển, đó là một kỷ niệm đẹp. Đó là ngày mà người phụ nữ hy sinh cho mình. Đó cũng là ngày mà mình được gặp con của mình. Có thể thấy Phan Hiển thương vợ và biết trân trọng người bạn đời khi mang nặng đẻ đau đứa con cho mình. Thổ lộ này của anh làm các mẹ bỉm sữa mũi lòng, vì không phải ông chồng nào cũng thấu hiểu, cảm nhận sâu sắc những thiệt thòi hy sinh của vợ như thế. Hình ảnh Phan Hiển lẫn con trai Kobe nằm co quắp khi đến thăm Khánh Thi và con gái mới sinh vừa được chia sẻ trên mạng xã hội cũng làm nhiều fan xúc động. Phan Hiển yêu thương chăm sóc vợ đẻ trong bệnh viện. Lần đầu tiên đăng tải hình ảnh con gái mới sinh nhưng vợ chồng Khánh Thi vẫn giấu mặt bé. Phan Hiển làm bố từ khá sớm, ở tuổi 22 anh đã làm bố trẻ con khi Khánh Thi sinh con trai Kobe trong nhiều vất vả áp lực. Lần đầu nhiều bỡ ngỡ, Phan Hiển thậm chí sợ khi có con. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Phan Hiển tiết lộ lần đầu chăm con anh ám ảnh vì vài tiếng lại phải cho bé bú, thay tã ru con. Đến nỗi cứ thấy bình sữa và tã là hoảng sợ. Song chứng kiến vợ nhiều lần bật khóc vì vết mổ đau hay sữa không về là anh dẹp bỏ cái tôi để san sẻ cùng vợ, cực mấy cũng không than vãn. Giờ đây Phan Hiển đã là ông bố bỉm sữa hai con, biết chăm con chuyên nghiệp. Mang cây cảnh nửa tỷ đồng đi thi, Hoài Linh đạt thành tích bất ngờ. Hoài Linh hiện đang sở hữu rất nhiều loại cây quý và có giá trị được đặt ngay khuôn viên nhà thờ tổ nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 21 tháng 6, tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi khai mạc dành cho các gian hàng giới thiệu về các loại cây trồng vật nuôi chất lượng cao. Bên cạnh đó, chương trình này còn có cả cuộc thi về hoa lan, bonsai nhằm tạo điều kiện cho mọi người thỏa niềm đam mê đối với cây cảnh. Đặc biệt nhất, nông dân và các khách mời đều ngỡ ngàng khi thấy nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện ở sự kiện này với vai trò là một thành viên tham gia vào các hội thi. Theo đó, anh đã mang cây linh sam với giá trị lên đến 500 triệu đồng đến khoe sắc tại nơi đây. Kết quả cho biết,
có 59 tác phẩm đạt giải nhất, nhì, ba khuyến khích, trong đó có 8 giải nhất dành cho từng chủng loại hoa lan và bonsai. Nghệ sĩ Võ Nguyễn Hoài Linh đã bất ngờ đoạt giải nhất phần thi bonsai và trị giá giải thưởng là 4 triệu đồng. Vẫn phong cách quen thuộc, Hoài Linh diện trang phục bà ba màu hồng yêu thích đến sự kiện để nhận giải thưởng. Rất nhiều khán giả hâm mộ đã xin chụp ảnh cùng anh trong lần gặp gỡ đặc biệt này. Cũng như bao người khác, anh làm thủ tục tại quầy để đảm bảo đầy đủ giấy tờ cho cuộc thi. Chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ anh sở hữu rất nhiều cây cảnh. Tuy nhiên, do tính chất công việc bận rộn thường xuyên di chuyển, nên việc chăm sóc vườn anh nhờ cậy vào người nhà. Dẫu vậy, khi có thời gian, Hoài Linh đều tỉa cây tưới nước để nhận đứa con của mình được khoe sắc. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Hoài Linh có cuộc sống giản dị đến không ngờ. Anh không thích những điều quá sang trọng, xa xỉ, mà thay vào đó, nam danh hài thích sống ở môi trường cây cảnh, hòa mình với thiên nhiên. Hình ảnh nam danh hài tự tay trồng vườn, chăm sóc cây cối đã không còn quá xa lạ trong mắt người hâm mộ. Chính khoảnh khắc bình dị nhẹ nhàng này lại khiến khán giả thêm yêu quý anh hơn. Trấn Thành chính thức tuyển chồng cho em gái hot girl và đây là loạt tiêu chí. Ngoài Huỳnh My vừa lên xe hoa, Trấn Thành còn có một cô em út Huỳnh Ân xinh xắn chưa kết hôn. Mới đây Trấn Thành nhận lời làm hot cho show mới mang tên Đại Chiến Cán Rễ. Anh cam đoan góp phần xóa nạn ấy chồng cho các chị em. Nam danh hài ra tay giúp cho quý vị phụ huynh gần xa và cho cả bố mẹ mình chọn người bạn đời phù hợp cho con gái qua chương trình. Trấn Thành tâm sự, anh nhận được lời mời như cởi tấm lòng vì cũng đang phụ cha mẹ tìm kiếm ý trung nhân cho em gái út. Ngoài cô em gái Huỳnh My vừa lấy chồng Hồng Kông, Trấn Thành còn một cô em út xinh xắn cao ráo như hot girl tên là Huỳnh Ân. Đi làm hot truyền hình, Trấn Thành còn rao đang cán rễ cho em gái giùm bố mẹ. Em gái út của Trấn Thành Huỳnh Ân. Trấn Thành cho biết khi tham gia chương trình có nhiều cực phẩm, anh rất muốn rinh về cho em gái nhưng phải tuân thủ quy định chương trình, nhường lại cho các cô gái. Anh cũng không hiểu vì sao chương trình lại quy tụ được hàng trăm trai đẹp gái xinh nhưng ai cũng ế. Ngoài ra, nam MC tiết lộ anh sẽ đem kinh nghiệm vợ chồng của bản thân để giúp quan viên hay họ có quyết định sáng suốt khi đến với đại lý mai mối của mình. Bên cạnh đó, Trấn Thành còn có Lâm Vĩ Dạ, nữ nghệ sĩ đang nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Cô là người trò chuyện trực tiếp với các cô gái để tìm hiểu các chàng trai. Chương trình bắt đầu lên sóng lúc 21 giờ thứ Hai, 25 tháng 6 trên kênh HTV7. Lâm Vĩ Dạ réo tên Harry Won khi bị Trấn Thành chọc quê, chửi xong bỏ đi một mạch. Lâm Vĩ Dạ bị Trấn Thành bắt bẻ khi phát âm sai tên của diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Song Si-hun, cô cho biết đây là cách phát âm do Harry Won dạy mình. Trong đoạn clip do Trấn Thành đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 20 tháng 6, diễn viên Lâm Vĩ Dạ cho biết cô rất thích nam diễn viên Song Si-hun. Tuy nhiên, cô lại phát âm sai tên của nam diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc này, khiến cho Trấn Thành cảm thấy khó hiểu và phải hỏi lại nhiều lần. Anh Song Si-hun là một diễn viên người Hàn Quốc rất nổi tiếng và ai ở Hàn Quốc cũng biết anh Song Si-hun. Anh ấy đóng phim Trái Tim Mùa Thu và Thần Chết. Chị Harry, chị em nói là Song Si-hun. Lâm Vĩ Dạ giải thích thêm cho Trấn Thành. Để minh chứng cho điều mình nói là đúng, Lâm Vĩ Dạ đã quay sang hỏi một người Hàn Quốc đang đứng gần mình. Trả lời Lâm Vĩ Dạ, người này nói rằng anh cũng không biết Song Si-hun là ai. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã bị Trấn Thành chọc quê vì cách phát âm sai của mình. Biểu cảm khó hiểu của một người Hàn Quốc khi được Lâm Vĩ Dạ hỏi đến diễn viên Song Si-hun. Sau đó, Lâm Vĩ Dạ liền trách mắng Harry Won vì đã dạy cô cách phát âm sai tên của diễn viên Song Si-hun. Tại vợ anh đó, tại vợ anh chỉ bậy nên giờ người ta không biết, em mới quê như vậy đó. Tại bà Harry Won chỉ Song Si-hun, Lâm Vĩ Dạ nói. Sau khi xem xong đoạn clip này, rất đông người hâm mộ đã tỏ ra thích thú trước độ hài hước của Lâm Vĩ Dạ và Trấn Thành. Cư dân mạng cũng đoán được rằng đây chỉ là cách pha trò cười cho khán giả của hai nghệ sĩ trong lúc chờ ghi hình. Tìm ra Facebook Thúy Ngân, nữ diễn viên đang bị ghét bỏ nhất trong bộ phim đang gây sốt truyền hình. Không chỉ tạo được sức hút mạnh mẽ với khán giả với vai diễn phản diện trong bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thúy Ngân cũng gây được ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp và vô cùng quyến rũ. Bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, vai diễn Hân khiến nhiều người điên tiết vì quá quắt. Với lối diễn xuất cực đỉnh, lôi kéo và nhập tâm vào nhân vật,
Thúy Ngân làm cho khán giả ghét cay ghét đắng. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp khi từng đoạt giải Á Khôi trang sức 2009 và lọt vào top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nhan sắc đầy quyến rũ cùng dáng vóc cực chuẩn với những đường cong nóng bỏng, phong cách thời trang xanh điệu. Thúy Ngân tạo được ấn tượng mạnh với vai diễn Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Thúy Ngân xuất thân là một người mẫu, đã tham gia diễn xuất trong một số phim, làm người mẫu quảng cáo cho các thương hiệu. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo 3 vòng 90, 60 và 89. Vẻ nóng bỏng chết người của nữ diễn viên. Người đẹp cũng thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh đầy cuốn hút. Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên cũng được khán giả khen ngợi hết lời vì ngoại hình xinh đẹp và sang chảnh. Khác xa với một cô gái đỏng đảnh trên màn ảnh, Thúy Ngân ở ngoài đời vô cùng đầm thắm và nhẹ nhàng. Không chỉ dừng ở nhan sắc hay kỹ năng diễn xuất điêu luyện, Thúy Ngân còn có phong cách thời trang vô cùng xanh điệu. Nữ diễn viên cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh trong những trang phục xanh điệu hàng ngày lên mạng xã hội. Ngoài Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thúy Ngân cũng được khán giả biết đến qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Sao Đổi Ngôi, Sát Thủ Hoa Hồng Trắng, Kẻ Bán Linh Hồn, Lấy Chồng Sớm Làm Gì, Bến Nước 13, Đuổi Theo Bóng Hình.